Đây là nơi mà có những dĩa chén kiểu thay gạch men ốp vô tường nhiều nhất của chùa luôn nè quý vị. Còn đây là phía sau của chùa chén kiểu nè quý vị, bên hông của chánh điện. Thì bà con đi hành hương, đi tham quan rất là đông. Bây giờ mình đi một vòng ở ngoài đi, chút xíu mình sẽ đi vô tham quan chánh điện. Thì ngay dưới chân cầu thang đó quý vị, có hai con này giống như hai con kỳ lân như nè. Được ốp những cái mảnh vỡ của chén dĩa, rất là kỳ công nha quý vị, rất là công phu luôn á. Còn đây là căn nhà gỗ mới cất nè quý vị. Cảm nhận cuộc sống rất thích. Nhà bằng gỗ, nhìn nó rất đẹp. Đây thì có tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rất là trang nghiêm, thanh tịnh và rất đẹp. Những cái chén vỡ nè, là những cái dĩa vỡ ốp lên tạo thành một bức tường chén dĩa tô rất là lớn. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay cảm nhận cuộc sống có dịp đi ngang chùa Chén Kiểu, nên sẽ ghé vô đây để mà ghi hình lại cho quý vị xem. Thì nè quý vị nhìn nè, xe bà con đi hành hương nè, rất là nhiều nha quý vị. Thì hướng đó là hướng về Bạc Liêu đó quý vị. Thì vừa qua Tết nên bà con đi hành hương rất là đông. Còn hướng này là quý vị sẽ đi vô thành phố Sóc Trăng. Thì chùa Chén Kiểu tọa lạc tại quốc lộ 1 nha quý vị, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thì trước mặt của mình đó quý vị, đó là cổng vào chùa Chén Kiểu. Chùa Chén Kiểu còn có một cái tên gọi khác nha quý vị, đó là chùa Xà Lôn. Rồi thì bây giờ cảnh nhật cuộc sống sẽ mời quý vị đi tham quan một vòng chùa Chén Kiểu năm 2022 cùng cảnh nhật cuộc sống nha. Thì đây cũng là lần thứ hai cảnh nhật cuộc sống ghé tham quan lại chùa Chén Kiểu. Thì sân chùa Chén Kiểu cũng khá rộng nha quý vị. Còn đây là phía sau của chùa Chén Kiểu nè quý vị, bên hông của chánh điện. Thì bà con đi hành hương, đi tham quan rất là đông. Bây giờ mình đi một vòng ở ngoài đi, chút xíu mình sẽ đi vô tham quan chánh điện. Thì ở sau này giống như là cái vườn thượng uyển đó quý vị, rất là mát. Đây thì có tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rất là trang nghiêm, thanh tịnh và rất đẹp. Còn
Còn ở đây thì có những cái căn nhà gỗ này quý vị, để cho du khách đó đi viếng chùa, tham quan chùa, nếu mà có mệt quá thì ngồi nghỉ ngơi. Những căn nhà gỗ này ngồi rất là mát nha quý vị. Còn đây là căn nhà gỗ mới cất nè quý vị. Cảm nhận cuộc sống rất thích. Nhà bằng gỗ, nhìn nó rất đẹp. Thì vừa qua Tết nên bà con đi tham quan viếng chùa rất là đông. Giờ mình sẽ đi lên trên lầu hả quý vị, để mà tham quan một vòng nhà gỗ. Đây là phía trong của nhà gỗ nè quý vị. Tất cả đều làm bằng gỗ hết nha quý vị. Rất là đẹp, rất là trang nhã. Còn ở đây thì có cái bảng nè quý vị, chòi ngồi thiền của các vị sư á. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng tham quan những căn chòi của các vị sư để dành ngồi thiền nè quý vị. Còn đây là cảnh cuộc sống đang đứng ở sau lưng của những căn chòi ngồi thiền. Thì ở sau này á, cây cối rất là nhiều, gió thổi hiu hiu nên rất là mát nha quý vị. Đây là nơi mà có những dĩa chén kiểu thay gạch men ốp vô tường nhiều nhất của chùa luôn nè quý vị. Quý vị nhìn nè, đó, chén dĩa thay cho gạch men của mình đó quý vị, để ốp vô tường đó. Rất là công phu, rất là tỉ mỉ.
từng chi tiết qua qua văn nhỏ 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 nha quý vị. Đây những cái chén, những cái dĩa, những cái mảnh vỡ của chén dĩa cũng ốp vô luôn, những con gồng đồ rất là công phu nha quý vị. Ốp cái này là lâu lắm á. Thật sự là một kiến trúc có 102 của Sóc Trăng luôn á. Thì đây là cái cầu thang để lên tầng trên. Quý vị nhìn nè, đó. Thì ngay dưới chân cầu thang đó quý vị, có hai con này giống như hai con kỳ lân như nè. Được ốp những cái mảnh vỡ của chén dĩa. Rất là kỳ công nha quý vị. Rất là công phu luôn á. Còn đây là những cây cột của cầu thang nè quý vị, nhìn thấy không? Chén dĩa nè, hai cái ốp lại với nhau nè quý vị, thành những cây cột của cầu thang nè. Còn ở đây thì quá trời chén dĩa luôn. Những cái chén vỡ nè, là những cái dĩa vỡ ốp lên tạo thành một bức tường chén dĩa tô rất là lớn. Giờ mình sẽ đi lên trên tham quan một vòng nha quý vị. Lấy chén dĩa thay cho gạch ốp tường, thật là một kỳ công, rất là công phu. Còn đây là cảnh người còn sống đang đứng ở trên cao nè, quay xuống cái sân sau của chùa Chén Kiểu. Còn đây là cảnh người còn sống đang đứng ở trên cao, quay xuống cái sân trước của chùa Chén Kiểu cho quý vị xem. Thì trước mặt của mình đó quý vị, đó là chánh điện của chùa Chén Kiểu. Hôm nay bà con đi hành hương đi viếng chùa rất là đông. Sân chùa thì rất là sạch sẽ nha quý vị. Rất sạch sẽ, rất rộng.
Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vô tham quan một vòng chánh điện của chùa Chán Kiểu, ngôi chùa độc nhất vô nhị của Sóc Trăng. Đây nè quý vị, đây là cảnh bà con đi lên chánh điện bái Phật. Bây giờ bà con đi ra. Còn đây là cảm nhận cuộc sống đang ở trong chánh điện nha quý vị. Bà con vô chánh điện lễ bái Phật rất là nhiều, rất là thành kính, cầu mong cho nhiều sức khỏe, mưa thuận gió hòa. Rồi, vậy là cảm nhận cuộc sống đã cùng với quý vị đi tham quan, đi viếng chùa Chán Kiểu, còn gọi là chùa Xà Lôn, ở ngay chỗ quốc lộ 1, ngay chỗ đại tâm của mình đó quý vị. Thì bây giờ cảm nhận cuộc sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp cảm nhận cuộc sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bye bye.